Việt Nam 21-25 rút ngắn bằng nhiều biện pháp. Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu dán tem thu giá tự động trên toàn bộ ô tô đang lưu hành trên cả nước để đưa việc thu giá tự động không dừng vào hoạt động thực chất. Bên cạnh việc thúc chủ đầu tư các dự án BOT nhanh chóng triển khai thu giá tự động, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ triển khai dán tem cho tất cả các xe. Hiện nay, việc dán tem thu giá tự động được triển khai tại tất cả các trạm đăng kiểm trên cả nước và tại một số trạm thu phí, trạm lưu động của đơn vị cung cấp dịch vụ thu giá tự động. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ phối kết hợp việc dán xe với các gơ ra, nhà sản xuất xe để mỗi xe vừa mới sản xuất, bán ra là đã có tem hết toàn bộ để khi người sử dụng nạp tiền là đi qua trạm. Theo thống kê của VTC, đơn vị cung cấp dịch vụ thu giá tự động duy nhất cho tới thời điểm hiện tại, cả nước mới có hơn 400.000 phương tiện dán tem thu giá tự động. Như vậy, vẫn còn hơn 2 triệu xe chưa dán loại tem này. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện đã dán tem nhưng chưa nạp tiền để sử dụng. Theo lộ trình của Bộ Giao thông Vận tải, đến cuối 2018, toàn bộ trạm thu giá BOT trên quốc lộ 1 phải thu tự động, còn đến năm 2019 là trên toàn quốc luôn, tất cả trạm phải thu phí tự động toàn bộ. Việc thu giá tự động tại các trạm BOT được cho là một trong những biện pháp quan trọng để công khai, minh bạch quá trình thu giá, hoàn vốn các dự án BOT. Nguồn: LĐô.